Tiếp tục phần 2 còn lại, nếu như các bạn chưa xem phần 1 thì bấm vào đường link bên dưới nhé. Lúc này Tần Tầm nghe được lời này liền tra khảo, chẳng lẽ đêm qua hai người đã ở cùng nhau? Bộ Nhiễm vội vàng giải thích, nhưng dường như càng giải thích càng khiến anh hiểu lầm. Để giảm bớt sự xấu hổ, Bộ Nhiễm yêu cầu Tần Tầm đưa mình về nhà. Tuy nhiên, Lộ Sầm Dương bên cạnh muốn đưa cô ấy về và yêu cầu Tần Tầm nhanh chóng rời đi, nếu không anh ta sẽ gọi cảnh sát với lý do đột nhập vào phẩm thượng. Bộ Nhiễm nhanh chóng kéo anh rời khỏi công ty, cô nàng trách Lộ Sầm Dương phản ứng hơi quá, anh ấy là bạn của tôi, quan tâm tôi, mua thuốc cho tôi, thế nên anh không nên dùng chuyện tối qua để kích thích anh ấy, nhưng Sầm Dương không đồng ý. Dù sao Tần Tầm cũng không phải bạn trai của cô, không chỉ có bạn trai, bạn gái mới quan tâm lẫn nhau, vậy cô nói xem tôi có động cơ gì. Làm sao tôi biết được, có thể là anh nghĩ trong nhà mình có khăn có chậu gì đó, anh lấy sẽ thuận tay hơn. Tối qua không thể ngăn cô uống rượu trong tiệc sinh nhật Carrie là tôi sai, nên nói tối qua tôi đã chăm sóc cô là để bày tỏ lời xin lỗi. Bộ Nhiễm biết Lộ Sầm Dương chưa bao giờ có thói quen xin lỗi cấp dưới, nhưng anh lại đích thân xin lỗi mình khiến cô hoảng sợ trong giây lát, nữ chính đành phải chạy thật nhanh với lý do đau bụng. Hóa ra đêm hôm qua khi dự tiệc sinh nhật, nữ chính uống vài ly đã say. Tổng giám đốc lo lắng cô nàng ngủ một mình trong lúc say rượu sẽ lăn lộn trên mặt đất và bị cảm lạnh nên anh đã đưa cô về nhà mình. Bộ Nhiễm bị sốc khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau và cảm thấy như bị choáng váng. Cô có chút xấu hổ khi nhìn thấy anh, chỉ có thể kiếm cớ để đánh lạc hướng. Tổng giám đốc dùng giọng điệu ra lệnh cấm cô rời đi, còn nói rằng sau này có khó khăn gì anh sẽ giúp đỡ cô. Rõ ràng là có khác biệt. Cảm xúc trong mắt anh ấy, Bộ Nhiễm có chút hoảng sợ sau khi nhìn thấy điều này. May mắn thay, Carrie đã gọi điện và muốn gây rắc rối cho cô vì đến muộn. Nam chính đã nói dối rằng anh ấy đã yêu cầu Bộ Nhiễm thảo luận về bản vẽ thiết kế, sau đó anh đưa cô đến công ty, trên đường nữ chính cứ nhìn anh mãi. Trên mặt tôi có dính gì đó à? Anh không cần tiết kiệm cơm của người giúp việc mà làm tài xế cho tôi. Tối qua cô uống nhiều, sợ chưa tỉnh rượu, lái xe không an toàn, cũng chỉ là quan tâm nhân viên thôi. Vậy tối qua anh chăm sóc tôi cũng là kiểu quan tâm nhân viên à? Lời nói vô tình của Bộ Nhiễm khiến Lộ Sầm Dương suýt đâm xe, điện thoại di động của Bộ Nhiễm vô tình rơi xuống dưới ghế lái. Khi hai người nhấc điện thoại lên, tóc nữ chính vô tình mắc vào áo anh, khó tránh khỏi đụng chạm thân thể, điều này khiến cả hai vô cùng xấu hổ. Chiều ngày hôm đó, Bộ Nhiễm đang đi trên đường, tình cờ gặp Dịch Tử Hách đang vướng vào tình cũ, tình mới. Bộ Nhiễm đứng ra bênh vực giáo viên trợ giảng ở nhà Phúc Lợi và chửi Dịch Tử Hách là một tên cặn bã, nhưng bạn gái mới của hắn ta không hề đơn giản, cô ấy là nhà thiết kế tầng Mạn Ni, người có thể khiến Taylor phải tán thành. Hôm nay tổng giám đốc cho phép Bộ Nhiễm tham dự cuộc họp với nhân viên của chuyên mục bất phàm chi địa, đồng thời bổ nhiệm cô tham gia sự kiện với tư cách là một nhà thiết kế sành điệu. Anh muốn sử dụng tài năng và phẩm chất thiết kế của Bộ Nhiễm để ra mắt một cuộc thi thiết kế nhằm nâng cao vị thế trong ngành của công ty phẩm thượng. Bộ Nhiễm cảm thấy giữa mình và Trần Mạn Ni có một khoảng cách rất lớn, Trần Mạn Ni vừa xinh đẹp vừa có năng lực, lại rất nổi tiếng, nếu tham gia thì chắc chắn tôi không có phần thắng. Lộ Sầm Dương động viên cô hãy dũng cảm là chính mình, nhưng Bộ Nhiễm vẫn thiếu tự tin. Sau đó nữ chính đến gặp cha để tâm sự và xem ông vẽ tranh. Mặc dù đã nhiều năm không vẽ nhưng ông vẫn có thể vẽ rất tuyệt các tác phẩm dành cho những người mà ông ấy yêu thương. Nếu con làm vì người con để tâm, thì con sẽ thấy đó chỉ là chuyện nhỏ. Dịch Mẫn Đức cũng cung cấp cho con gái mình một tin tức quan trọng. Tầng Mạn Ni từng thích Lộ Sầm Dương, nhưng bị Lộ Sầm Dương từ chối. Trong lòng còn một cục tức nên mới chọn Dịch Tử Hách, nhân cơ hội này để làm nhục Lộ Sầm Dương. Lộ Sầm Dương xuất thân là cô nhi, nhưng lại giành được sự đánh giá cao của Lộ Minh Vũ, từng bước thành tài, cho dù nhan sắc, trí thông minh, sức mạnh, đều là nhân tài xuất chúng trong lớp trẻ. Ai thích cậu ấy thì cũng không lạ. Nói thật với con, đến bố còn thích cậu ấy, thế nên bố với mẹ mới lo lắng cho con. Không nói với bố nữa, bố mau vẽ tranh đi. Sau khi được cha cô soi sáng, sự tự tin bị dập tắt của Bộ Nhiễm bắt đầu dần hồi phục, hôm ấy sau khi tan sở về nhà. Bộ Nhiễm nhìn thấy Tần Mạn Nhi đang gây sự, cho rằng nhà thiết kế phẩm thượng còn không xứng làm lót chân cho tôi. Nữ chính tức giận nói rằng cô nàng đừng lấy thiết kế ra để trả thù tình yêu. À Tâm Cơ nói Bộ Nhiễm đừng mơ tưởng nữa, người đàn ông mà tôi từng không có được, cô tưởng ở gần sẽ được ban lộc sao? Vậy thì chưa chắc, gu của giám đốc Lộ cũng chỉ vậy thôi à? Cô tưởng cô khiêu khích tôi vài câu là chứng minh được gu của cô tốt sao? Nhiều năm như vậy, cách nhìn người của cô vẫn thật tầm thường, Bộ Nhiễm là nhà thiết kế mà tôi coi trọng, mong cô nói chuyện tôn trọng một chút. Sau khi hăm dọa Bộ Nhiễm xong, cô ả rời đi, Bộ Nhiễm lo lắng sẽ không có đồ án tốt tham gia cuộc thi. Lộ Sầm Dương đề xuất thiết kế cải tạo ngôi nhà cũ. Cô cứ làm tốt nhà thiết kế của cô, tôi sẽ làm nhà viện trợ. Lẽ nào cô không mong tôi cùng viện thủ với cô, dập tắt ngọn lửa kiêu ngạo Tần Mạn Ni? Sau những lời động viên, nữ chính chấp nhận thử thách này cùng anh. Chuyên mục bất phàm chi địa chính thức bắt đầu, Bộ Nhiễm đến nhà dì Vương để đo kích thước của ngôi nhà cũ. Dì Vương muốn trang trí 3 phòng ngủ, một phòng khách và một bếp mở trong một không gian hạn chế. Tuy khó đạt được nhưng Bộ Nhiễm vẫn kiên nhẫn đo đạc các phòng, sau khi về nhà bắt đầu vắt óc suy nghĩ phương án thiết kế. Toàn bộ quá trình đều có người quay phim, cô ăn mặc giản dị và tham gia chương trình cùng Tầng Mạn Ni. So với rất nhiều trợ lý chỉnh chu, thì bên này Bộ Nhiễm quả thực suốt ngày chỉ mang chiếc túi vải, chính vì điều này đã bị Carrie và những người khác chế giễu, cho rằng làm hỏng hình ảnh của phẩm thượng. Nghe xong,
Lục Sầm Dương cũng đặc biệt mang theo một chiếc túi bình thường đến hỗ trợ Bộ Nhiễm. Cô nàng nhìn thấy điều này rất cảm động. Thư ký Giao thì gửi một chiếc túi có giá trị cho nữ chính, nhưng Bộ Nhiễm không nhận. Cô cho rằng bản thân nên giản dị, giá trị thiết kế mới là cốt lõi. Chẳng bao lâu sau, ngôi nhà cũ của dì Vương đã được sửa sang lại. Căn nhà cũ kỹ rẻ tiền, trực tiếp đổi thành căn gác xếp 2 tầng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của dì Vương. Người thân và bạn bè xung quanh đã vận động bỏ phiếu cho Bộ Nhiễm, điều này khiến cô rất cảm động. Dù vậy cô vẫn bị Tầng Mạn Ni bỏ rơi mấy dãy nhà. Tần Tâm đã gửi thuốc bổ sung dinh dưỡng, Lộ Sầm Dương thì chuẩn bị một chiếc bàn lớn bày đầy thức ăn để thưởng cho sự chăm chỉ của cô. Sự tự tin của Bộ Nhiễm càng ngày càng mạnh mẽ, nếu chỉ nói về thiết kế, cô cảm thấy mình sẽ không thua Trần Mạn Ni. Bộ Nhiễm đã nỗ lực rất nhiều để đi lên, nhưng Tầng Mạn Ni lại có nhiều người hâm mộ hơn. Cô cảm thấy mình đã là người chiến thắng và bắt đầu mơ ước được gả vào một gia đình giàu có. Dịch Tử Hách hứa rằng nếu cô có thể giành chiến thắng lần này, anh đưa cô đến gặp bà ngoại và chính thức bắt đầu sự nghiệp lớn. Tuy nhiên, Lộ Sầm Dương sẽ không để cô nàng tâm cơ giành chiến thắng dễ dàng. Anh đã thu thập thông tin về việc Tầng Mạn Ni thuê người vẽ hộ, vẽ bản vẽ thiết kế trong cuộc thi này và vạch trần nó trên Internet, khiến Tầng Mạn Ni mất đi rất nhiều người hâm mộ. Đồng thời cô cũng bị Bộ Nhiễm vượt mặt ở giây phút cuối cùng. Thư ký Giao đi cùng Bộ Nhiễm để ăn mừng chiến thắng của cô trong trò chơi này. Tầng Mạn Ni hung hãn đến để giải quyết vấn đề với Bộ Nhiễm. Đầu tiên hắc nước vào người nữ chính, sau đó cô nàng tâm cơ đổ lỗi tất cả sự thất bại của mình lên đầu Bộ Nhiễm. Chính vì cô mà Dịch Tử Hách tàn nhẫn bỏ rơi tôi, phá hủy ước mơ gả vào nhà giàu của mình. Bộ Nhiễm ăn miếng trả miếng, thương hại cô là nhà thiết kế nổi tiếng nhưng vẫn muốn gả vào một gia đình giàu có. Tầng Mạn Ni phản bác rằng cô không khác gì tôi, đừng giả vờ là một bông sen trắng ở đây, cô cũng bám vào Lộ Sầm Dương mà thôi. Nghe được điều này, nữ chính mới nhận ra rằng Lộ Sầm Dương đã làm rất nhiều việc ngoài sân đấu, nếu không, cô ấy sẽ không thể giành chiến thắng bằng khả năng của mình. Tuy nhiên, năng lực thiết kế của Bộ Nhiễm đã được nhiều người công nhận, dì Vương cười đến tận mang tai, ngôi nhà được cải tạo còn tốt hơn cô tưởng tượng, cô rất biết ơn Bộ Nhiễm và đề nghị Lộ Sầm Dương đưa cô đến chơi khi rảnh rỗi. Bà nói rằng mình rất quý mến Bộ Nhiễm, thấy cô ấy còn độc thân nên muốn làm mai cho cô. Tổng giám đốc sợ hãi đến mức nhanh chóng từ chối, với lý do Bộ Nhiễm kén chọn lắm, cô không cần phí công đâu. Bộ Nhiễm và Lộ Sầm Dương gặp nhau gần ngôi nhà cũ, nam chính rủ cô đi dạo cùng mình. Anh tâm sự với Bộ Nhiễm và nói với người mình thương những mong muốn của anh, cũng như những ý tưởng trong tương lai của Phẩm Thượng. Cuộc thi thiết kế đã kết thúc, Bộ Nhiễm muốn chuyển sang dự án tiếp theo càng sớm càng tốt. Anh nói rằng Phẩm Thượng muốn cạnh tranh dự án cải tạo hẻm cổ và Bộ Nhiễm là người tiên phong của công ty. Trên đường trở về, anh cố gắng nói rằng để sau này dễ dàng trao đổi, cứ tiếp tục làm hàng xóm của tôi đi. Lời nói này làm cho nữ chính có chút bối rối. Sau đó nàng cũng đồng ý. Anh lấy trong túi ra chiếc cột tóc mua ở ven đường tặng cho cô, Bộ Nhiễm ngượng ngùng quay đi. Tuy nhiên kỹ năng của tổng giám đốc quá kém, anh kéo tóc Bộ Nhiễm rất đau, phá hỏng khung cảnh lãng mạn. Anh có biết cuộc không vậy, có xấu lắm không? Không, đẹp lắm. Hai người đang thẹn thùng nhìn nhau. Lúc này trời bỗng đổ mưa rào, anh vội vàng che mưa giúp cô, cặp đôi cùng nhau chạy dưới mưa nhìn ngọt ngào và ấm áp làm sao. Ngày hôm sau thư ký Giao đến gặp bạn cũ, mai là sinh nhật Bộ Nhiễm, cô muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn mình. Nhưng Tần Tâm nói với cô rằng Bộ Nhiễm chưa bao giờ tổ chức sinh nhật và cũng không thích người khác tổ chức sinh nhật cho mình. Thư ký Giao đã phải thay đổi quyết định. Sau khi cô ấy rời đi, chủ quán cà phê hỏi Tần Tâm rằng liệu anh có đổ hết hận thù của cha mình lên Lộ Sầm Dương hay không, bởi vì ông ta đã biết thân phận của Tần Tâm từ lâu. Anh nói rằng mọi chuyện đã kết thúc, giờ đây anh cảm thấy những điều này đều không còn quan trọng, điều quan trọng nhất bây giờ là phải có được Bộ Nhiễm. Tối đó Tần Tâm mời Bộ Nhiễm đi ăn tối, cảm ơn cô đã giúp anh thiết kế và trang trí nhà cửa, đồng thời nói rằng tối mai mình sẽ nấu một bàn ăn lớn cho Bộ Nhiễm để chào đón về nhà mới và cảm ơn người thiết kế. Dù ngồi với Tần Tâm, nhưng từ đầu đến cuối, cô nàng luôn nhắc đến Lộ Sầm Dương. Bộ Nhiễm cuối cùng cũng thực hiện được mong muốn đến phòng thiết kế của mình, đồng nghiệp rất thích cô cảm thấy mình như cá gặp nước, ngày làm việc trôi qua rất nhanh. Khi Bộ Nhiễm đứng dậy, cô phát hiện ra rằng tất cả đồng nghiệp đều không còn, đang lúc chuẩn bị rời đi, các đồng nghiệp đã mang bánh đến chúc mừng sinh nhật cô, khiến Bộ Nhiễm rất cảm động. Sau đó cô nàng mang bánh đến cho sư phụ Lý, ông cũng nhắc Bộ Nhiễm nên mời tổng giám đốc một miếng. Ông ấy biết Lộ Sầm Dương thích Bộ Nhiễm nên coi như là giúp đỡ anh ta. Lúc cô nàng đem bánh đến cho tổng giám đốc, anh nhân cơ hội mời cô ăn tối với mình. Nhưng Bộ Nhiễm từ chối vì mình có việc phải làm. Lộ Sầm Dương biết cô có hẹn với Tần Tâm, anh không khỏi có chút thất vọng. Chú Lý lúc này lên tiếng, chỉ cần chưa quá 12 giờ đêm thì vẫn còn cơ hội. Lộ Sầm Dương lập tức hiểu ý, anh vội vàng đi chuẩn bị. Tần Tâm nấu một bàn lớn món ăn để lấy lòng Bộ Nhiễm. Trong lúc trò chuyện, Tần Tâm hỏi nàng, thứ thu hút cậu là Phẩm Thượng hay là sức hút cá nhân của Lộ Sầm Dương? Thú thu hút tôi là món ăn của cậu, để tôi ăn thử. Quả nhiên cô nàng từ chối câu trả lời. Trong cơn tuyệt vọng, Tần Tâm đành phải nhượng bộ, chơi trò thử thách với cô một cách chân thành, tận dụng cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với Bộ Nhiễm thông qua trò chơi phiêu lưu. Hình mẫu lý tưởng của cậu là gì? Tất nhiên phải có vai rộng để có chỗ dựa khi tôi quay đầu, có gương mặt ưa nhìn, biết chăm sóc tôi, như vậy thôi. Anh rất vui và nói rằng tất cả mình đều có, nhưng nữ chính gạt bỏ cho rằng cậu quá tự tin. Tần Tâm dùng trò chơi để thổ lộ tình cảm với Bộ Nhiễm. Anh có thể làm bạn trai em không?
trò chơi gì vậy chứ? Anh đừng đùa với em. Lúc này Tần Tầm lấy ra chiếc vòng cổ đã chuẩn bị từ trước. Bộ Nhiễm, có một câu anh đã giấu trong lòng rất nhiều năm rồi, làm bạn gái anh nhé. Bộ Nhiễm không ngờ rằng Tần Tầm lại đột nhiên thổ lộ tình cảm của mình. Phản ứng một lúc không biết trả lời thế nào, ngay lúc đó Lộ Sầm Dương gọi điện nói rằng anh đã giúp Bộ Nhiên tìm ra bạn trai vệ sĩ của cô, nếu cô muốn gặp thì có thể đến biệt thự trước không giờ. Bộ Nhiên lo lắng rằng cô không có cơ hội rời đi, đành nói lời xin lỗi Tần Tầm. Vòng cổ của anh em không thể nhận được. Bộ Nhiễm, giữa chúng ta ngoài anh em còn là một nam một nữ, em từ chối anh là vì Lộ Sầm Dương sao? Không liên quan đến người khác, em đối với anh chưa từng nảy sinh tình cảm nam nữ, dù chúng ta trải qua rất nhiều chuyện, nhưng không thể coi cảm động là rung động được. Xin lỗi anh. Khi Bộ Nhiễm lên đến biệt thự ở đỉnh núi, chuẩn bị mở cửa, cô chợt nghĩ đến Lộ Sầm Dương. Nữ chính lưỡng lự không biết làm thế nào để lựa chọn giữa nam thần của mình và Lộ Sầm Dương. Bộ Nhiễm chưa bao giờ bối rối như vậy, nên cô ngay lập tức nhờ thư ký giao giúp đỡ. Sau khi gọi điện để tư vấn, cô đoán ngay rằng người vệ sĩ mà Bộ Nhiễm nhắc đến là Lộ Sầm Dương. Cô ích kỷ đưa ra một số gợi ý cho Bộ Nhiễm. Nữ chính cuối cùng cũng quay người rời đi. Lộ Sầm Dương trong biệt thự thực ra là người vệ sĩ năm đó. Anh muốn nhân cơ hội này để giải thích với người mình thương, nhưng không ngờ nữ chính lại rời đi vào giây phút cuối cùng. Sáng ngày hôm sau, cả hai người đều bị cảm lạnh vì gió lạnh. Bộ Nhiễm đến phẩm thượng, Lý sư phụ mang cho cô một chậu cây và thuốc cảm, thực ra là đưa hộ cho Lộ Sầm Dương. Kerry đi tới, mỉa mai nhận xét, cho rằng nữ chính cố tình quyến rũ tổng giám đốc, anh ấy mới lo lắng mua thuốc cảm cho cô, nhưng Bộ Nhiễm lại đáp trả, cho rằng kỹ năng đó, Kerry mạnh hơn mình, cứ giả ốm đi, có khi tổng giám đốc còn hầm cả nhân sâm cho cô. Sau đó Kerry nhanh chóng báo cáo với chủ tịch Dịch Hoa. Thấy Bộ Nhiên đã thu hút được sự chú ý của Lộ Sầm Dương, chủ tịch lại nhen nhóm ý định lợi dụng cô, có thể tìm ra lối thoát thông qua cháu gái của mình. Vợ của chú hai sau khi nghe lệnh của chủ tịch có chút hoảng sợ, vội vàng quay lại tìm chồng và con trai để tìm cách giải quyết, họ không thể nhượng bộ. Để Bộ Nhiễm có cơ hội từ chủ tịch, điều này có thể ảnh hưởng đến việc kế vị của con trai Dịch Tử Hách. Kế hoạch đầu tiên là việc tiết lộ danh tính của Bộ Nhiễm là thành viên của gia đình nhà họ Dịch. Họ đã nghĩ ra cách để một mũi tên có thể trúng hai đích, không để chủ tịch biết rằng họ đứng đằng sau hậu trường, quyết định sử dụng Tầng Mạn Ni, người đã bị bỏ rơi một thời gian, là viên đạn tốt nhất. Sau khi Bộ Nhiễm trở về nhà, cô nhìn thấy dòng chữ cô là con gái nhà họ Dịch được phun sơn trên tường. Nữ chính lo lắng Lộ Sầm Dương nhìn thấy sẽ hiểu lầm mình, nên muốn lau đi ngay lập tức, nhưng phải mất thời gian mới xóa sạch được. Lúc này Dịch Mẫn Đức cha cô gọi điện tới, nói rằng fan của Bộ Nhiên đã chặn cửa nhà họ không chịu rời đi, làm gián đoạn cuộc sống bình thường của họ. Bộ Nhiễm tuyệt vọng ngay lập tức chạy đến nơi bố mẹ cô ở. Sau khi Bộ Nhiễm đến, cô phát hiện ra những người này không phải là người hâm mộ thực sự của cô mà là những người được Tầng Mạn Ni thuê để phá rối. Tần Tầm sau đó đã đến giải cứu. Bộ Nhiễm tức giận mắng Tầng Mạn Ni, nhưng Ả Tâm Cơ nói rằng Bộ Nhiễm là cháu gái của chủ tịch công ty Dịch Hoa. Hai công ty luôn có sự đối đầu, Dịch Mẫn Đức đứng ra khẳng định rằng Bộ Nhiễm không liên quan gì đến gia đình họ Dịch. Trong lúc giằng co xô đẩy mẹ cô bệnh cũ tái phát, bà ngất xỉu trên mặt đất. Những người này đành chịu thua rời đi. Dịch Tử Hách đứng đằng xa nhìn thấy rất hưng phấn, anh ta đưa cho Tầng Mạn Ni một khoản phí chia tay lớn, coi như phần thưởng cho hành động này. Bộ Nhiễm và Tần Tầm đưa mẹ cô đi bệnh viện, nàng vì bị liên lụy mà thấy có lỗi với mẹ mình. May mà mẹ cô không bị thương nặng, Dịch Mẫn Đức phán đoán chuyện này không đơn giản, nhất định có người đứng sau. Lúc này Bộ Nhiên nhớ tới trước cửa nhà mình có người phun sơn tố cáo, ngay lập tức Dịch Mẫn Đức yêu cầu con gái quay lại xử lý. Tốt nhất không nên để Lộ Sầm Dương nhìn thấy. Tuy nhiên, trước khi Bộ Nhiên và Tần Tầm về nhà, Lộ Sầm Dương đã nhìn thấy những dòng chữ trên tường này rồi. Sáng ngày hôm sau, vừa đến công ty đã thấy nàng Tâm Cơ Tầng Mạn Ni ngồi sẵn ở đó, trước mặt toàn công ty. Người phụ nữ đầy mưu mô đã vạch trần thân phận Bộ Nhiễm là người nhà họ Dịch, đồng thời vu khống cô là gián điệp mà bên kia gửi đến. Lúc này mọi người đều bất ngờ, mọi thứ như nổ tung. Bộ Nhiễm lúc này muốn giải thích, nhưng không ai tin điều đó. Ngay cả thư ký Giao, người mà cô tin tưởng nhất, cũng chọn cách im lặng. Nữ chính lúc này vừa xấu hổ vừa ủy khuất. Thân phận người nhà họ Dịch là một gánh nặng trong lòng cô bấy lâu nay. Lúc trước vì chi phí chữa bệnh cho mẹ, cô buộc phải đồng ý với bà nội tiếp cận Lộ Sầm Dương, nhưng cô chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với công ty phẩm thượng. Hơn nữa bố mẹ cô cũng bị đuổi ra khỏi gia đình họ Dịch, cô từ lâu đã không còn quan hệ gì với gia đình với công ty Dịch Lợi, cho nên cô có lương tâm trong sạch. Nhưng mà chuyện xấu vẫn xảy ra, cô đành chọn cách rời đi. Nữ chính không hề biết rằng Lộ Sầm Dương đã biết thân phận của mình từ lâu. Không những không tiết lộ thân phận của cô, mà còn luôn bảo vệ cô, bởi vì cô gái dễ thương và cố chấp này đã lặng lẽ bước vào trái tim anh. Lần này càng không tiếc, dù có dùng lá bài cuối cùng trong tay cũng phải giúp người anh thương. Nam chính vốn tưởng rằng mình có thể giải quyết được mối nguy này, nhưng anh không ngờ rằng mình vẫn còn thiếu một bước. Video của Tần Mạn Ni là anh xóa đúng không? Anh biết từ lâu rồi sao anh còn tình cố lừa mình dối người? Rốt cuộc anh có mục đích gì? Đêm qua cậu ấy không ngủ cả đêm, gọi điện cho người ta liên tục. Có phải anh muốn giữ lại Bộ Nhiễm để tương kế tự kế phản đòn Dịch Lợi đấy chứ? Người này lòng dạ quá sâu, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy người con gái mình yêu rời xa mình, Lộ Sầm Dương rất đau lòng lên tiếng, bởi vì anh thích em, cực kỳ thích em. Để giữ được người con gái anh yêu, tổng giám đốc cuối cùng cũng nói ra những lời anh giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Nhưng anh không ngờ, đối phương đã quyết định rời đi,
Sở dĩ cô nàng vô tâm như vậy là vì lòng tự trọng của cô đã bị tổn thương. Anh biết với tính cách của Bộ Nhiễm nhất định sẽ lập tức trở về chuyển nhà, thế là anh nhờ chú Lý giúp kéo dài thời gian, để anh đi tìm người đứng sau vụ việc để giải quyết hậu quả. Đúng như dự đoán, Bộ Nhiễm về đến nhà cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa định rời đi thì nhân viên bảo vệ đã cầm một bó hoa đến xin lỗi. Hóa ra sơn trên cửa là do anh ta làm, cũng từ miệng anh ta, Bộ Nhiễm biết được chú hai là người đứng sau tất cả những chuyện này. Cuối cùng nữ chính cũng hiểu được nguyên nhân sự việc, nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Ai ngờ đối phương nhất quyết cầu xin Bộ Nhiễm tha thứ, còn muốn nữ chính gọi điện thoại cho Lộ Sầm Dương. Bộ Nhiễm không còn cách nào khác đành gọi điện cho anh, thật ra trong lòng cô đã có Lục Sầm Dương rồi. Chỉ là bản thân nữ chính không muốn thừa nhận, trong khi đó Lộ Sầm Dương đã đến công ty Dịch Lợi, anh ấy bảo Bộ Nhiễm đừng vội rời đi, anh muốn tặng cho cô một món quà đặc biệt. Chỉ thấy nam chính một mình đến Dịch Lợi, cáo buộc hành vi sai trái mà họ đã làm. Sau đó, anh ấy bật điện thoại di động để ghi âm, cuối cùng anh ấy đã nhận được câu trả lời như mong muốn. Trước khi rời đi, nam chính không quên cảnh cáo đám tiểu nhân này. Bộ Nhiễm là người con gái tôi thích, nếu có ai dám âm mưu tính kế cô ấy lần nữa, tôi nhất định sẽ bắt hắn ta trả lại gấp đôi. Một người đàn ông độc đoán như vậy thực sự cho ta cảm giác rất an toàn. Đầu tiên là chuyển đoạn ghi âm đến công ty, loại bỏ sự nghi ngờ của mọi người về Bộ Nhiễm, sau đó tìm gặp nữ chính. Món quà anh ta đem đến, được cho là có thể gây ấn tượng với bên kia, nhưng nam chính biết được rằng nữ chính đã nộp đơn từ chức. Vì không thể giữ lại Bộ Nhiễm trong công việc, vậy chỉ có thể đổi một mối quan hệ vững chắc hơn. Lộ Sầm Dương nắm lấy tay của Bộ Nhiễm, đưa cô nàng đến một nơi được bày biện đẹp mắt coi như sinh nhật muộn dành cho người mình yêu. Chúc chị Bộ Nhiễm sinh nhật vui vẻ, bọn em nhớ chị lắm, chị và hoàng tử đã rất lâu không đến thăm bọn em rồi. Đám trẻ ở cô nhi viện luôn nghĩ chúng ta là hoàng tử và công chúa, anh chưa từng nghĩ sẽ khiến chúng thất vọng. Thất vọng gì cơ, ít nhất hoàng tử phải để công chúa thật hạnh phúc. Cuối cùng anh lấy hết can đảm để tỏ tình, anh lấy chiếc vòng cổ đã chuẩn bị sẵn ra đeo vào người Bộ Nhiễm, em có đồng ý làm bạn gái anh không? Còn không đợi nữ chính trả lời, anh nóng lòng muốn trực tiếp hôn lên môi cô. Người đàn ông thẳng thắn độc thân suốt 30 năm này, cuối cùng cũng chiếm được trái tim người mình yêu, hai người cũng xác định mối quan hệ của mình. Họ gắn bó với nhau như tất cả các cặp đôi yêu nhau, về đến nhà vẫn lưu luyến nhớ thương, sáng sớm ngày hôm sau hai người lại tình cờ gặp nhau. Nhưng trong mắt họ chỉ nhìn thấy đôi môi của nhau, đang trên đường đi làm, còn muốn lén nắm tay, tạo nên sự mơ hồ. Lộ Sầm Dương thực ra đã chơi khó và cố tình trêu chọc bạn gái nhỏ của mình, nhưng khi đến nơi làm việc, anh lập tức lộ ra nguyên hình, liền ôm hôn người yêu. Nhưng cả hai đã bị một đồng nghiệp đi tới làm phiền, vì vậy Bộ Nhiễm đề nghị sau này khi đi làm, cả hai không được đi cùng thang máy, cô không muốn chuyện tình công sở của họ bị bại lộ. Nhưng không ngờ, tổng giám đốc lại không quan tâm chút nào, anh trực tiếp kéo Bộ Nhiễm vào trong thang máy, vừa vào đã bắt đầu hôn người yêu. Không may lại bị một đồng nghiệp cùng công ty đụng phải, Bộ Nhiễm xấu hổ đến mức không dám nhìn một ai, nhưng tổng giám đốc không những không nhận ra có chuyện gì đó không ổn, thay vào đó lại mắng đồng nghiệp của mình một trận. Bước tiếp theo còn cực đoan hơn, anh ấy thực sự lợi dụng tranh luận công việc và ngang nhiên gọi bạn gái nhỏ của mình đến văn phòng. Nếu không thể chịu đựng được nữa, chi bằng tạo cho anh niềm vui giây tiếp theo, nữ chính khai hỏa và chém anh một cách điên cuồng. Nhưng ngay khi hai người đang đánh vật cùng nhau đến giới hạn cực độ, thì bên ngoài đã có tiếng nổ rồi, sẽ không đánh nhau chứ? Hình như khá dữ dội, mọi người đều nghĩ rằng họ đang đánh nhau bên trong. Thư ký Giao đi đến nghe tin nhanh chóng chạy lên, nhìn thấy trong văn phòng hỗn loạn, cô lên tiếng thuyết phục anh với vẻ mặt lo lắng. Nhưng khi em gái nhìn thấy son môi trên miệng Lộ Sầm Dương còn chưa kịp lau, cô nàng lập tức nổi giận. Nhưng người đàn ông thẳng thắn này rơi vào tình yêu không thể tự thoát ra được. Hôm nay Bộ Nhiễm đến quán, cô nàng muốn làm lành với Tần Tầm vì hôm trước không từ mà biệt. Nhưng anh đang giận cô nàng về việc trọng sắt khinh bạn. Cuối cùng nữ chính quyết định rời đi, lúc này trời cũng đổ cơn mưa, Tần Tầm mang ô chạy theo, nhưng anh đã đến quá muộn. Lộ Sầm Dương đã xuất hiện, hai người tình tứ che ô rời đi, nhìn người con gái mình yêu đang ở bên một người đàn ông khác, nó như ngàn mũi tên xuyên qua trái tim anh. Vì yêu và hận đang xen dằn xéo cảm xúc, thế nên anh quyết định đồng ý theo yêu cầu của Dịch Mẫn Tài, hợp tác đối phó với Lộ Sầm Dương. Hóa ra vừa rồi, Lộ Sầm Dương đã chính thức tuyên bố mối quan hệ của mình với Bộ Nhiễm, kết quả nhất thời khuấy động người nhà họ Dịch đứng ngồi không yên, họ quyết định sử dụng con át chủ bài cuối cùng trong tay. Tần Tầm là con ruột của Lộ Minh Vũ, hắn rất hận cha mình, tin tức này giống như một sự giúp đỡ kịp thời. Dịch Mẫn Tài lập tức tìm đến Tần Tầm, nói rằng hắn đã biết anh ta là con ruột của cha nuôi Lộ Sầm Dương. Bắt lấy điểm yếu mà hắn thích Bộ Nhiễm, mời Tần Tầm cùng mình đối phó với Lộ Sầm Dương, Dịch Mẫn Tài còn chuẩn bị một phần thưởng hậu hĩnh. Đàn ông có tiền, việc tranh giành phụ nữ tự nhiên cũng có tự tin hơn, đáng tiếc hắn tìm nhầm người rồi, đối mặt với cám dỗ như vậy. Tần Tầm không chút do dự lựa chọn từ chối, nhưng hắn không ngờ rằng giây tiếp theo hắn lại đổi ý, bây giờ Dịch Mẫn muốn ra tay. Anh muốn báo tin này cho Bộ Nhiễm càng sớm càng tốt, nhưng kết quả lại nhìn thấy những cảnh ngọt ngào của người mình yêu và Lộ Sầm Dương bên nhau, ghen tị và giận dữ. Anh ấy đã yêu thầm cô nhiều năm, cô luôn là bến đỗ trong tâm hồn anh, giúp anh giải quyết vấn đề. Cuối cùng anh vẫn không thể sánh được với Lộ Sầm Dương, ngay lúc này anh khao khát được yêu thương, bởi vì yêu sinh hận, anh quyết định đồng ý hợp tác với Dịch Mẫn Tài. Ngay sau đó, thư ký Giao nhận được một cuộc điện thoại nặc danh, nói rõ ràng với cô rằng
Anh ta biết danh tính thật sự của mình, thư ký Giao lập tức hoảng sợ, vội vàng tìm đến Lộ Sầm Dương, lo lắng nói cho anh ấy biết chuyện vừa rồi. Anh vẫn không biết chuyện đó có phải là sự thật hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, Lộ Sầm Dương cũng phải đi gặp người ấy xem thế nào. Nhưng trước tiên, nam chính vẫn an ủi em gái, sau đó mới tự mình đi ra ngoài, nhưng anh không biết tất cả những chuyện này đều bị Bộ Nhiễm ở bên nhìn thấy. Trong lòng nữ chính không khỏi có chút ghen, chỉ là cô nàng chưa biết quan hệ thực sự của hai người. Lộ Sầm Dương nhanh chóng đến địa điểm hẹn, nhưng không tìm thấy đối phương. Lúc này anh lại nhận được điện thoại của Dịch Mẫn Tài, vốn tưởng rằng người này chính là người mình đang tìm kiếm. Nhưng kết quả không phải, có lẽ hắn không biết thân phận thực sự của em gái, hắn gọi điện là chỉ muốn cho Lộ Sầm Dương biết rằng con ruột của cha nuôi đã xuất hiện, sau đó dùng nó uy hiếp, buộc Lộ Sầm Dương phải chia tay công khai với Bộ Nhiễm. Lộ Sầm Dương trực tiếp từ chối mà không hề suy nghĩ, nhưng sau đó, lời nói của đối phương khiến anh bận tâm. Nếu cậu không chịu làm theo những gì tôi nói, tôi sẽ cho mọi người biết được tin tức Lộ Minh Vũ từng bỏ rơi vợ con, có sự xuất hiện của con trai Lộ Minh Vũ, cậu cũng đừng nghĩ đến việc phong tỏa tin tức. Cậu nói xem chuyện này sẽ là đả kích không nhỏ với em gái Lộ Tư Tề của cậu nhỉ? Lúc này Lộ Sầm Dương rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, buổi tối tan làm, anh vừa ra khỏi thang máy, Bộ Nhiễm bước tới ngăn anh lại, sau đó vẻ mặt lo lắng hỏi, hôm nay có phải anh gặp chuyện gì không? Bởi vì trước đây cô chưa bao giờ thấy anh lo lắng căng thẳng như vậy. Nhưng Lộ Sầm Dương chưa kịp giải thích thì Dịch Mẫn Tài đã gọi đến, lần này còn quá đáng hơn nữa. Hắn ta trực tiếp đe dọa Lộ Sầm Dương phải tuyên bố trước công chúng tại buổi họp mặt ngành vào ngày mai rằng anh không có quan hệ gì với Bộ Nhiễm. Nếu không thì đừng trách anh ấy tàn nhẫn. Giữa Bộ Nhiễm và Lộ Tư Tề nhất định phải có một người bị tổn thương. Nếu để tôi chọn thì em gái vẫn quan trọng hơn, một bên là người anh yêu, một bên là em gái cần bảo vệ. Lộ Sầm Dương đang rất khó xử. Lúc này, Bộ Nhiễm đang lo lắng lại đến tìm anh, trực tiếp hỏi anh có phải anh đang giấu mình điều gì không. Chúng ta đã thỏa thuận từ lúc bắt đầu hẹn hò, có việc gì cũng phải nói cho đối phương biết, rốt cuộc anh đang giấu em chuyện gì, hoặc là chú hai đang làm gì đó, hoặc là liên quan đến thân phận của em, thế nên anh mới không cho em biết. Ý em là gì? Là anh đề phòng em, vì em là người nhà họ Dịch. Hoặc là anh và thư ký Giao có mối quan hệ gì đó mà em không biết, em không tin tưởng anh đến thế cơ à? Hai người cũng vì vậy mà chia tay nhau. Họ không biết rằng một cuộc khủng hoảng lớn hơn sắp xảy ra vẫn còn ở phía trước. Ngày hôm sau, Lộ Sầm Dương bị bỏ lại một mình, anh chuẩn bị đưa cô gái mưu mô đến bữa tiệc. Nhưng không ngờ đến hiện trường lại đổi thành thư ký Giao, bởi vì thân phận của cô khiến mọi người tin tưởng hơn, nhưng mục đích của họ đều giống nhau, chính là phá hủy chuyện tình của Tổng Giám Đốc và Bộ Nhiễm. Về phía nhà họ Dịch, để đối phó với Lộ Sầm Dương, bà nội đầy mưu mô đã lợi dụng Bộ Nhiễm, lấy bố mẹ cô nàng ra uy hiếp cháu gái ăn trộm bản thiết kế phố cổ của Phẩm Thượng. Đáng tiếc bà ta đã tìm nhầm người, nhưng nữ chính không ngờ rằng bà nội còn có tay trong. Không những trình bày bản vẽ thiết kế giống hệt nhau, mà họ còn đang giới thiệu kế hoạch trước mặt mọi người. Thấy lần này chắc chắn thất bại, Lộ Sầm Dương đang định lên tiếng, ngay khoảnh khắc này, thư ký Giao cùng cô gái đầy mưu mô đẩy cửa lao vào. Sau đó trực tiếp cầm micro nói ra một phương án thiết kế hoàn hảo hơn, hiển nhiên lần này Phẩm Thượng lại thắng. Bà lão lại một lần nữa thất bại trước mặt Lộ Sầm Dương nên trút giận lên Bộ Nhiễm, vốn quân cờ là để cho người ta lợi dụng, cô sắp nhận được một bài học sâu sắc đấy. Bà ta buộc tội nữ chính hoàn toàn mất đi cơ hội cứu cha mẹ mình, hóa ra cách đây không lâu, bà lão đã cố tình chọc giận chú hai, con trai tôi phải có sự khôn ngoan và bình tĩnh mới có thể giải quyết những vấn đề khó khăn, chứ không phải hét như một con chó hoang chết chủ. Ít nhất là khi Dịch Mẫn Đức bị ta đuổi ra khỏi nhà, cũng không thất thố như anh. Chính vì điều này, Dịch Mẫn Tài mất bình tĩnh, hắn ta đem mọi sự tức giận của mình đổ lên đầu bố mẹ Bộ Nhiễm. Trong quá trình xô sát, mẹ cô bị đẩy mạnh xuống đất, gây lên cơn đau tim. Đúng lúc này mẹ nữ chính vẫn đang nằm viện, bà nội gọi điện đe dọa, nói rằng muốn bố mẹ cô yên ổn, không Bịch Mẫn Tài và Khả Hân quấy rối, tốt nhất nên nghe lời bà ta, đánh cắp bản thiết kế hãng cổ của Phẩm Thượng. Bộ Nhiễm lúc này đã hiểu toàn bộ câu chuyện, cô không ngờ rằng bà nội thậm chí còn lợi dụng cả con trai của mình để đạt được mục đích. Đối mặt với một người tàn nhẫn như vậy, Bộ Nhiễm không hề lựa chọn nhượng bộ, nhưng vào lúc này, nữ chính lại bật khóc. Bộ Nhiễm không quan tâm đến sự an toàn của cha mẹ mình, lựa chọn không chút do dự ủng hộ Lộ Sầm Dương, nhưng nữ chính không ngờ rằng đối phương căn bản không tin cô, rõ ràng có phương án dự phòng đã lâu rồi, nhưng anh lại giấu cô, phải chăng cô thực sự chỉ là một con cờ để anh đối phó với Dịch Hoa? Vô tình, Bộ Nhiễm bắt đầu nghi ngờ sự chân thành của bạn trai, nhưng cô nàng không biết rằng tất cả những chuyện này, bạn trai cô thật sự không biết, mà có một đôi mắt khác đã âm thầm theo dõi từ lâu, bề ngoài là cô ta tỏ ra là bạn tốt của Bộ Nhiễm. Nhưng cô ta lại đâm sau lưng cô, Giao Mi đã tìm đến kẻ thù của Bộ Nhiễm. Hai người nhanh chóng hợp tác cùng nhau, thế là chuyện hay vừa rồi đã xảy ra, không chỉ đánh bại cả một gia tộc. Cô ta còn kích động mối quan hệ giữa Bộ Nhiễm và Lộ Sầm Dương, một mũi tên trúng hai con nhạn. Họ không hề biết rằng cô chính là con gái ruột của cha nuôi Lục Sầm Dương. Họ luôn giấu kín thân phận với thế giới bên ngoài, nhìn Bộ Nhiễm và anh trai thân thiết với nhau như vậy, Giao Mi trong lòng vừa ghen tị vừa tức giận. Bởi vì cô đã thích Lộ Sầm Dương từ lâu, người luôn bảo vệ mình, nhưng cô không ngờ lại để cho Bộ Nhiễm bước lên trước, đúng lúc muốn giải quyết mối hận cũ và mới. Cô cố tình giả làm bạn gái của Lộ Sầm Dương trong bữa tiệc, cô ta cứ tưởng lợi dụng cơ hội này để chia tay hai người, nhưng Lộ Sầm Dương đã chuẩn bị từ trước.
không những xúi giục người phụ nữ mưu mô giúp mình giải vây, mà còn cho mọi người biết Bộ Nhiễm là bạn gái của anh ta. Bạn gái của tôi không phải Carrie cũng không phải Giao, mà là nhà thiết kế giỏi nhất của công ty chúng tôi, Bộ Nhiễm. Đúng là cô ấy, tôi sớm đã nghe danh cô Bộ Nhiễm này rồi. Giao Mi không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nên cô đã tự mình thông báo tin tức Bộ Nhiễm là người nhà họ Dịch. Nhất thời mọi người có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng vì bộ mặt của Lộ Sầm Dương nên đối với Bộ Nhiễm không có ảnh hưởng đáng kể nào. Dù vậy, Lộ Sầm Dương vẫn rất tức giận. Sau khi trở về, anh đổ lỗi cho Giao Mi, anh ấy không muốn Bộ Nhiễm phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, anh muốn bảo vệ người mình yêu thật tốt. Lúc nào anh cũng nghĩ cho Bộ Nhiễm. Làm bạn gái của sếp thực sự là một điều may mắn. Giao Mi một mình đi uống rượu, cô nàng cảm thấy mình bị đối xử bất công mà không làm được gì. Hôm nay Lộ Sầm Dương và Bộ Nhiễm đang uống rượu cùng người dân để chuẩn bị dự án phố cổ. Đúng lúc này Lộ Sầm Dương nhận được điện thoại. Anh ơi, em là Lộ Tư Tề đây. Cô ấy bắt đầu trở nên đen tối ngay khi lấy lại được trí nhớ. Nghe tin em gái cuối cùng cũng đã hồi phục trí nhớ, anh trai dù đang thảo luận hợp tác, vẫn bỏ lại bạn gái một mình mà không nói một lời, vội vàng chạy đến bệnh viện. Khi nhìn thấy anh trai mình đến, Giao Mi lập tức ôm lấy anh, sau đó lợi dụng Dịch Tử Hách làm bia đỡ đạn để bày tỏ tình cảm một cách hòa mỹ. Tôi thích anh trai tôi. Tôi và anh ấy không cùng huyết thống. Trước khi tôi mất trí nhớ, tôi đã thích anh ấy rồi. Không ngờ tên ngốc này không những không chịu bỏ cuộc mà còn lao tới, tạo ra những pha hỗ trợ đáng kinh ngạc. Nếu hôm nay anh có thể ở đây và nói rằng trong lòng anh chỉ có Lộ Tư Tề, tôi hứa sẽ không quấy rầy nữa. Đúng lúc này Lộ Sầm Dương bất ngờ im lặng, nhưng em gái lại nhìn anh trai đầy mong đợi. May mắn lúc này anh nhận được một cuộc điện thoại của Bộ Nhiễm trong tình trạng say xỉn, để giúp ông chủ giành được hợp đồng, nữ chính đã một mình đối phó với một số khách hàng khó tính. Dù cô chưa bao giờ uống rượu, nhưng vẫn liều mạng tiếp ly cùng họ. Khi nhìn thấy Bộ Nhiễm say khướt trên ghế sofa, anh rất tự trách mình, nhanh chóng cởi áo khoác mặc cho người yêu, sau đó đi lái xe chuẩn bị đưa cô về nhà. Không ngờ Giao Mi lại đi cùng anh đến đây, chẳng những không quan tâm mà còn mắng cô ấy một trận. Cô có sao đâu, sếp Lộ mới đưa tôi đi châm cứu thôi, mà cô liền sốt sắn gọi anh ấy qua đây. Nữ chính không biết mình đã đắc tội vị Phật khổng lồ này ở chỗ nào, và cũng không biết đối phương sớm đã hận mình đến tận xương tủy. Lúc trở về, thư ký Giao ra lệnh cho ông chủ ngồi ở phía trước, càng kỳ lạ hơn là Lộ Sầm Dương lại ngoan ngoãn làm theo. Bộ Nhiễm nhìn anh với ánh mắt đầy bất ngờ. Mãi đến khi nghe anh nói thư ký Giao là em gái của mình, lúc này nữ chính mới hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Lập tức chúc mừng Giao Mi cuối cùng đã khôi phục lại trí nhớ. Ai ngờ đối phương không hề cảm kích, ngay tại lúc này, vì cô mãi nói chuyện mất tập trung, một chiếc xe lao tới, thư ký Giao vội vàng đạp thắng. Lộ Sầm Dương lần đầu tiên lựa chọn bảo vệ thư ký Giao, bỏ lại cô bạn gái trông có vẻ oan ức một mình buồn lòng. Điều này cũng càng làm tăng sự kiêu ngạo của Giao Mi, lợi dụng lúc Lộ Sầm Dương xuống xe, cố ý hỏi Bộ Nhiễm cô về đâu, chúng tôi tiễn cô, nữ chính cảm thấy mình như người ngoài. Trong lòng đầy uất ức, không nhịn được nữa, cô mở cửa xe bước ra ngoài. Lộ Sầm Dương muốn giữ cô ở lại, nhưng Giao Mi lại giả vờ đau đầu, bảo anh trai đưa mình đến gặp bác sĩ Mã. Cứ như thế, anh lại bỏ bạn gái một mình đi bộ trên đường vào đêm khuya, nhìn họ lái xe đi trước mặt, Bộ Nhiễm không thể nhịn được nữa. Buồn và đau bụng nên cô đành phải tìm đến bạn thân để được an ủi. Lúc này trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ về dự án mà họ đã trao đổi trong ngày, vậy là cô bật máy tính và bắt đầu làm việc. Không ngờ Tần Tầm lại có thể giúp đỡ. Bộ Nhiễm lúc này lập tức tỏ ra quan tâm bạn thân. Không ngờ cảnh tượng này lại bị Lộ Sầm Dương đang lo lắng quay về nhìn thấy, anh không hỏi han gì, quyết định rời đi mà không quay đầu lại. Điều này khiến cô ta trở nên đắc ý, tuy nhiên tất cả những điều này Bộ Nhiễm không hề hay biết. Mãi đến khi Tần Tầm đưa cô về nhà cũng không thấy bóng dáng bạn trai, cô thất vọng đồng thời cũng cố ý đi ra ban công để kiểm tra. Lúc này mới phát hiện đối phương đã sớm về đến nhà, hóa ra bản thân cô không quan trọng như tưởng tượng. Thấy bầu không khí hơi khó xử, là đàn ông, anh chủ động tiến lên giải thích, nhưng hai người rõ ràng đều mang theo cảm xúc. Kết quả càng nói càng tức giận, tôi và Tần Tầm chỉ là bạn bè, Tư Tề chỉ là em gái tôi, đúng vậy. Vì cô ấy là em gái của anh nên tôi không thể có bất kỳ cảm xúc nào, nếu không thì tôi chỉ là không thông cảm, không hiểu đại khái thôi. Sự hiểu lầm giữa hai người ngày càng sâu sắc, cuối cùng Lộ Sầm Dương lại đổ thêm dầu vào lửa. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ đưa Giao Mi đi làm, Bộ Nhiễm nghe vậy càng tức giận hơn. Hai người vì thế mà chia tay không vui. Sáng nay Bộ Nhiễm bước vào phẩm thượng, trong đầu luôn nghĩ đến những câu nói về mối quan hệ giữa người yêu và thư ký Giao. Vô tình đụng phải vòng tay của Lộ Sầm Dương, anh đưa cô lên sân thượng, chân thành xin lỗi người yêu, sau đó giải thích chuyện tối qua vì Dịch Tử Hách chọc tức Lộ Tư Tề nên anh phải đóng giả làm một cặp tình nhân. Nữ chính hỏi anh về việc em gái cắt cổ tay. Lộ Sầm Dương giải thích rằng lúc nhỏ em gái đã đẩy anh ra để anh không bị xe tông vào, điều này khiến cánh tay cô ấy bị thương. Anh hy vọng người yêu hiểu rõ con người thật của mình, đồng thời hy vọng Bộ Nhiễm có thể tin anh. Nữ chính cho rằng mình không hiểu rõ anh bằng Lộ Tư Tề, thế nên cô muốn xem xét lại mối quan hệ này. Bộ Nhiễm đề nghị hai người cho nhau một chút thời gian để bình tĩnh lại, thế nên cô chủ động đề xuất cho mình đi theo dự án tái thiết kế hành cổ. Dù không muốn nhưng dưới sức thuyết phục của người yêu, anh đành phải đồng ý. Đang giám sát công trình hành cổ, Tần Tầm đã đem đến món thịt nướng yêu thích dành cho Bộ Nhiễm. Sau đó,
Lộ Sầm Dương cũng dẫn mọi người đến, không khí lúc này có mùi thuốc súng. Để duy trì chủ quyền của mình, Tần Tâm cố tình gây rối và sử dụng coca để cạnh tranh với Lộ Sầm Dương. Anh ấy say coca đến mức ở hơi, Bộ Nhiễm cho rằng hai người họ thật ngớ ngẩn, bày đặt thi uống coca. Sau bữa ăn, Lộ Sầm Dương muốn nói vài lời với Bộ Nhiễm nhưng bị em gái Lộ Tư Tề ngăn lại, không cho anh cơ hội. Sau khi Tần Tâm rời đi, Bộ Nhiễm đang muốn thu dọn đồ đạc thì nghe thấy công nhân phía trước chạy tới kêu lên có ma, cô vội vàng bước tới hỏi. Sau khi biết chuyện, để ổn định tinh thần của mọi người, Bộ Nhiễm nói tối nay mình sẽ ngủ ở công trường, cô không sợ ma sao? Lộ Sầm Dương nghe được tin tức liền biết có người đứng sau giở trò, lập tức lên đường chuẩn bị đồ đạc, dự định ban đêm sẽ đến công trường bắt ma. Bộ Nhiễm mặc dù không nhút nhát mấy, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái, cô có chút sợ hãi khi ở một mình trong công trường u ám vào ban đêm. Thế nên cô đã can đảm hét to, thậm chí còn mời trà và nâng cốc chúc mừng mọi người xung quanh để tìm kiếm sự an ủi về mặt tâm lý. Nhưng trên công trường vẫn có một cái bóng đen di chuyển liên tục, cô nàng không còn cách nào khác là phải cầm gậy tiến tới kiểm tra, nhưng lại bị một bóng đen ôm lấy. Nữ chính đã vùng vẫy và đá vào người hắn ta, Lộ Sầm Dương không còn cách nào khác ngoài việc tiết lộ danh tính của mình. Sự xuất hiện của bạn trai đã xua tan mọi sợ hãi. Sự quan tâm chu đáo và những lời giải thích chân thành của Lộ Sầm Dương dần dần xóa bỏ sự hiểu lầm của cô về người yêu. Đêm đến, họ nằm trong lều và ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Bộ Nhiễm tỉnh dậy giữa tiếng ồn ào của công nhân. Cô không muốn mối quan hệ của mình với Lộ Sầm Dương bị công nhân phát hiện, nên chủ động ra ngoài chào hỏi mọi người, sau đó đánh lạc hướng họ giúp bạn trai trốn thoát. Nhưng cuối cùng Lộ Sầm Dương vẫn bị công nhân phát hiện. Nữ chính ngại ngùng không khỏi đỏ mặt. Cặp đôi phát hiện ra Dịch Tử Hách là kẻ đứng sau hậu trường, cả hai đến nhà Dịch Hoa vào sáng sớm để giao tranh. Thực ra, Lộ Sầm Dương muốn dạy cho họ một bài học, yêu cầu họ sau này cấm mọi hành động chống lại Bộ Nhiễm, nếu không anh ta sẽ công khai việc Dịch Tử Hách đã thuê người giả làm ma. Cặp đôi sau khi làm lành, cả hai đã đến nhà bố mẹ Bộ Nhiễm dùng cơm, cả nhà ăn uống trò chuyện thật vui vẻ và hạnh phúc, có vẻ bố mẹ cô rất ưng cậu con rể này. Về phía Lộ Tư Tề, sau khi biết được tin tức đêm qua hai người ngủ cùng nhau ở công trường, cô ả tức giận chạy đến hiện trường kiểm tra, với vẻ mặt khó chịu đến tìm Tần Tâm. Hy vọng cùng cô hợp sức chia rẽ cặp đôi, nào ngờ lại biết được từ chính miệng Tần Tâm, hắn ta là anh trai cùng cha khác mẹ với mình. Đã vậy, anh trai còn không đồng tình với việc em gái có ý định xấu hãm hại Bộ Nhiễm, người mà hắn dành trọn trái tim. Nhưng khi biết được Lộ Sầm Dương và Bộ Nhiễm đêm qua đã ở cùng nhau trong một túp lều như hình với bóng, nghe được điều này anh đã thay đổi sắc mặt. Đầu óc bắt đầu có chút tính toán, bên này Bộ Nhiễm và Lộ Sầm Dương đang hạnh phúc bên nhau trong một khung cảnh lãng mạn. Lúc này Lộ Tư Tề gọi đến, cô ta muốn Lộ Sầm Dương bên cạnh liền nói dối, triệu chứng đau đầu của mình tái phát. Liệu có khi nào lại mất trí nhớ lần nữa không? Anh trai vội vàng an ủi em gái, sau đó vội về nhà với cô. Lúc này anh trai bảo hai người ở cùng nhau, Lộ Tư Tề vẻ mặt không hài lòng lên tiếng. Anh đã quên ai là người hại chết bố rồi sao? Tại sao em lại mắc chứng đau đầu? Tất cả là do nhà họ Dịch gây ra. Cái chết của bố anh không bao giờ quên, nhưng ông ấy cũng hy vọng chúng ta hoàn thành ý tưởng của ông ấy, chứ không phải sống trong thù hận thế này. Lúc này Giao Mi bắt đầu nói ra những lời trong lòng, cô trách móc anh, tại sao anh không thể yêu em? Trước khi Bộ Nhiễm xuất hiện thì thế giới của anh chỉ có em. Tại sao cô ấy vừa đến thì mọi thứ đều thay đổi? Dù em có nói gì đi nữa, thì trước đến giờ anh vẫn coi em là em gái, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Đúng lúc này nữ chính cũng mua rau vừa về. Sự căm tức trong lòng Lộ Tư Tề bộc phát, cô nàng kiếm cớ bảo anh trai đi mua đồ. Lúc còn hai người, cô em gái Tâm Cơ lên tiếng nói rằng, cô tưởng cô là bà chủ của ngôi nhà này sao? Đừng nghĩ cô từng qua đêm với anh tôi ở công trường thì có thể lên mặt. Lộ Tư Tề, cô có thấy mệt mỏi không hả? Ở trước mặt anh cô thì cô ra vẻ chấp nhận tôi, anh cô vừa đi khỏi thì cô liền trở mặt. Cũng khá mệt đấy, nên bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết, cô sẽ không bao giờ có được anh trai tôi đâu. Sau một hồi hai người cãi vả, Lộ Tư Tề bỏ đi nhưng không quên nói rằng, để tôi cho cô thấy, trong lòng anh trai tôi, cô em gái quen biết 20 năm này quan trọng hơn hay một người mới quen vài tháng như cô quan trọng hơn. Vậy là Lộ Tư Tề bắt tay với Dịch Tử Hách để khiến anh trai quan tâm. Nhìn thấy bức ảnh em gái gửi cùng Dịch Tử Hách, quả là anh ấy đứng ngồi không yên. Sau đó cô ta còn bạo hơn, dàn dựng cảnh bị hắn ta làm nhục. Bộ Nhiễm nhìn thấy cảnh này, nàng rơi vào tâm trạng tự trách mình sâu sắc. Cuối cùng bóp chặt trái tim, đành lòng nói lời chia tay trong êm đẹp, coi như lối thoát cho tất cả, dù anh không đồng ý, nhưng mọi thứ không thể tiếp tục được. Cả hai không thể kìm dòng nước mắt, khóc cho mọi nỗ lực bấy lâu nay, khóc cho một sự tiếc nuối, sau khi được Tần Tâm đón về nhà bố mẹ. Ngồi trên xe nhớ lại ký ức của hai người trước đây, nàng không kìm nỗi cảm xúc khóc như chưa bao giờ được khóc, nhìn thấy điều này Tần Tâm vô cùng xót xa. Vậy là anh cũng bắt đầu lên kế hoạch cho chính mình, những ngày sau đó cặp đôi nếm trải cảm giác hậu chia tay thật sâu sắc. Đúng lúc này Lộ Sầm Dương nhận được điện thoại, báo tin công trình hẻm cổ bị phong tỏa. Nhất định là có người vu oan giá họa, đúng như dự đoán, thì ra Tần Tâm đã hợp tác với chủ tịch tập đoàn Dịch Hoa. Cuối cùng cậu không làm tôi thất vọng, muốn phần thưởng gì, nghiêm trị Dịch Tử Hách. Chỉ cần là người khiến Bộ Nhiễm buồn, tôi đều muốn mượn tay chủ tịch Hoa để khiến bọn họ phải chịu hình phạt nặng nề, bao gồm cả Lộ Sầm Dương sao? Chỉ cần cậu đánh bại Lộ Sầm Dương, tôi sẽ không khiến cậu thất vọng, chỉ cần bà không làm tôi thất vọng.
thì tôi chắc chắn không khiến bà thất vọng. Sau khi công trường xào xáo cả lên, Tần Tầm vô cùng đắc ý, đúng như những gì hắn muốn đã diễn ra. Lộ Sầm Dương, anh không bảo vệ được Bộ Nhiễm, nhưng tôi có thể, sau này nhà họ Dịch không chống đối Bộ Nhiễm nữa. Có điều cái giá phải trả là anh và Phẩm Thượng. Lộ Sầm Dương đứng ra xin lỗi tất cả mọi người, sau đó anh tuyên bố, tôi thề với mọi người, cho dù tôi có tán gia bại sản, tôi cũng không để công trình mà mọi người vất vả cả đời trông cậy vào nó có bất kỳ tổn thất gì. Sau khi trở về công ty thì gặp ngay Tần Tầm, anh ta bây giờ đã là giám đốc điều hành của Dịch Hoa. Quả nhiên là cậu, có vẻ như tôi không chỉ đối phó với cuộc chiến thương mại mà tôi còn phải đánh bại một kỵ sĩ hắc ám nữa. Tôi đại diện cho công ty Dịch Lợi, thực hiện đánh giá tuân thủ về công việc của quý công ty. Sau khi cả hai trao đổi, Lộ Sầm Dương yêu cầu cho mình một ngày, anh ấy sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Ngay sau đó Tần Tầm gặp Bộ Nhiễm, sau khi biết rõ mọi chuyện, cô nàng không đồng ý cách anh đang làm hiện giờ, cho rằng Tần Tầm mà mình quen trước đây không phải là người như thế. Còn Tần Tầm trước mặt giờ đây sắp trở thành người giống hệt bà nội cô rồi. Nói xong cô quay người rời đi, để lại anh đứng đó một mình. Lúc này trên mạng xuất hiện tin tức hãnh cổ, họ đều đổ mọi lỗi lầm cho nhà thiết kế Bộ Nhiễm. Dĩ nhiên Lộ Sầm Dương không thể đứng nhìn người mình yêu bị chỉ trích như thế. Nhưng anh đau lòng hơn, sự thật chính là cô em gái yêu quý của mình lại đăng các bài đăng này, trong lúc không kìm được tức giận. Lần đầu tiên anh lớn tiếng chỉ trích cô, em có biết thế nào là sai không? Tại sao em tìm cách đuổi cô ấy đi rồi? Nhưng em vẫn hết lần này đến lần khác làm hại cô ấy. Tại sao từ khi em khôi phục trí nhớ em hoàn toàn trở thành một người khác vậy? Nếu bố còn sống, bố cũng không thể chấp nhận những gì em làm. Buồn lòng anh lại tìm đến nhà người thương, hai người đi dạo nhưng ai cũng mang một nỗi niềm. Sáng ngày hôm sau, Lộ Sầm Dương hẹn gặp Tần Tầm, anh đồng ý hợp tác với cậu ấy. Chấp nhận rời khỏi Phẩm Thượng. Mục tiêu của cậu không phải Phẩm Thượng, kẻ thù của cậu chắc cũng không phải Tư Tề, cậu có thể hận tôi. Nhưng lý tưởng của bố cậu không thể bị gián đoạn, còn có cả Bộ Nhiễm nữa, cô ấy muốn làm một nhà thiết kế giỏi, đừng kéo cô ấy vào chuyện này. Tần Tầm đã đồng ý mọi vấn đề của anh, ngay sau đó Tổng Giám đốc Lộ Sầm Dương livestream thông báo hành trình làm việc tại Phẩm Thượng của mình đến đây đã kết thúc. Công trình hẻm cổ không liên quan gì đến nhà thiết kế Bộ Nhiễm, như mọi người bàn tán trên mạng, trước khi xảy ra chuyện này, cô ấy đã nghỉ việc. Hiện tại xảy ra vấn đề, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Tôi không đổ lỗi cho bất cứ ai và tôi sẽ trả giá cho việc này sau khi Lộ Sầm Dương rời khỏi Phẩm Thượng. Bộ Nhiễm đến tìm Tần Tầm, Bộ Nhiễm không thể thuyết phục được anh. Lúc này Tần Tầm đưa ra cho Bộ Nhiễm sự lựa chọn, yêu cầu nữ chính làm bạn gái của mình. Rốt cuộc Lộ Sầm Dương có gì hơn anh, tại sao em lại chọn hắn ta? Nhưng Bộ Nhiễm đã cố chấp không chấp nhận yêu cầu này, em không ngờ, rồi một ngày chúng ta không thể nói chuyện được với nhau. Bộ Nhiễm, em chọn anh chính là chọn quyền chủ động nhiều hơn, nhưng nữ chính đáp lại, em không cần quyền chủ động này. Sau khi được sự tín nhiệm của Chủ tịch Dịch Hoa, việc đầu tiên trong kế hoạch của anh là muốn hai công ty sát nhập. Ban đầu Lộ Tư Tề không hề đồng ý, nhưng sau một hồi phân tích, cô nàng không còn cách nào khác là ký vào thỏa thuận sát nhập hai công ty. Việc tiếp theo là đưa Bộ Nhiễm quay về kế nhiệm vị trí của Lộ Sầm Dương, tiếp tục dự án hãng cổ. Tần Tầm sau khi nghe những lời tâm sự về bố Lộ Minh Vũ từ Dịch Mẫn Đức, cuối cùng anh cũng chịu tha thứ cho ông. Bộ Nhiễm lúc này về nhà thì phát hiện ra người yêu đang ở trong nhà mình. Trước một số câu hỏi dồn dập của người yêu, anh không thể nào trả lời hết được. Vì tức giận nên cô đuổi anh đi, đúng lúc này bố vợ lại gọi điện, nhờ thế anh mới có cơ hội ở lại nhà. Từ hôm đó, mỗi tối khi cô đi làm về, anh đều làm người dọi đèn pin dẫn lối cho người yêu, nhìn anh cõng cô trên lưng dưới một bầu không khí lãng mạn, trông hai người hạnh phúc biết bao. Sau đó nam chính nảy ra ý tưởng. Anh làm một con đường có ánh đèn lung linh rực rỡ, để mỗi tối sau khi tan làm trở về nhà, cô nàng không cần đến chiếc đèn pin nữa, sau một thời gian dài cố gắng. Cuối cùng dự án hẻm cổ cũng được phép tiếp tục thi công, mọi người vỡ òa trong niềm hạnh phúc, Lộ Tư Tề giờ đây cũng có cái nhìn khác hơn dành cho người chị dâu. Từ lúc anh trai mất liên lạc trong 2 tháng qua, cô đã nhận ra được rất nhiều điều quý giá, sự đố kỵ và thù hận đã chiếm trọn trái tim tôi lầm tưởng giữa việc chiếm hữu và tình yêu. Trong lúc một mình tôi gánh vác Phẩm Thượng, thân cô thế cô không nhờ được ai, may mà có cô giúp đỡ. Trong thời gian này, anh trai Tần Tầm của tôi ra tay không hề thương xót, tôi cứ ngỡ anh ấy xả giận thay cô, nhưng sau đó tôi mới nhận ra, anh trai đang dạy tôi cách trưởng thành. Bộ Nhiễm, cảm ơn cô và tôi cũng trân trọng xin lỗi cô về tất cả những gì mình đã làm. Không sao, ai bảo em là em chồng chị? Lộ Tư Tề bất ngờ tưởng nữ chính hẹn hò với Tần Tầm, nào ngờ cô nàng nói nhỏ với em chồng. Lộ Sầm Dương lâu nay đang sống ở nhà chị, cô em nghe tin vô cùng sốc hét lớn, hai người sống chung rồi sao? Đêm đó hai người cũng trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào thay cho lời cảm ơn và xin lỗi, và họ cũng đã chính thức thuộc về nhau sau bao khó khăn và trắc trở. Sau khi hẻm cổ tiếp tục hoạt động trở lại, ba người đàn ông ngồi lại với nhau, họ cùng nhau ăn mừng chiến thắng cho kế hoạch lần này. Việc liên minh đối phó với Dịch Hoa cuối cùng cũng có hiệu quả, giờ đây họ đã nắm được tất cả các bằng chứng đen tối trước đây của Dịch Hoa. Sáng ngày hôm sau, tất cả đã đến Dịch Hoa, tố cáo các bằng chứng đen tối mà Dịch Hoa đã làm bấy lâu nay, mục đích muốn bà tổ chức một cuộc họp báo, nhận sai với công chúng, đảm bảo từ nay về sau, Dịch Hoa không dùng bất cứ thủ đoạn bỉ ổi nào, can thiệp vào bất cứ dự án nào của bất kỳ công ty nào, thì việc hôm nay chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Chú hai lúc này cũng hiểu chuyện hơn, khuyên vợ mình nên quay đầu,
nhưng ả ta vẫn cố tình ngoan cố. Dịch Mẫn Tài thẳng thừng tuyên bố, nếu cô còn tiếp tục như vậy thì chúng ta ly hôn. Anh yêu cầu vợ mình trước mặt mọi người hãy thành thật xin lỗi anh trai, nhưng cô nàng nhất quyết không đồng ý mà chấp nhận ly hôn. Chủ tịch chứng kiến cảnh này đã rời khỏi hiện trường. Dịch Mẫn Tài sau đó cũng cúi đầu xin lỗi anh trai Dịch Mẫn Đức một cách chân thành hối lỗi. Lộ Sầm Dương đã đuổi theo thuyết phục bà nội, sau khi khơi dậy tình người còn sót lại, bà ta cũng bằng lòng chấp nhận. Nhìn con cháu đứng trước mặt, bà yêu cầu Tần Tầm nói với các cổ đông, bà đồng ý việc sáp nhập công ty. Mọi người dốc hết sức phối hợp, Mẫn Đức, con liên hệ với báo chí, khuôn mặt già này của mẹ không có gì to tát. Bộ nhiễm, thiết kế của cháu ở cô nhi viện và cải tạo hẽm cổ đông đầy tình cảm, đích thực khiến bà mở mang tầm mắt, bà dùng chiêu trò để lấy đi thiết kế của cháu. Quả thật không vẻ vang gì, chứng tỏ bà không còn theo kịp giới trẻ. Dịch Hoa, sau này các cháu phải cố gắng hết sức để công ty phát triển ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Cuối cùng bà cũng buông bỏ hận thù, tranh giành, đấu đá, bà đã trở về là một bà nội tốt bụng, hiền từ và biết nghĩ cho người khác. Mọi người có mặt ai nấy cũng đều vui. Dịch Tử Hách lúc này cũng đã thay đổi, anh một lòng hướng đến Lộ Tư Tề, có vẻ thần tình yêu đã bắn trúng trái tim anh. Hắn ta nguyện ý đem hết cổ phần của mình cho tặng cho người hắn yêu, đồng thời hứa hẹn sẽ trở thành một Dịch Tử Hách tốt hơn, có ích hơn và hứa sẽ làm hài lòng người hắn yêu. Anh ta đi rồi, Lộ Tư Tề có vẻ mỉm cười thầm đồng ý. Tần Tầm sau một thời gian vắng bóng, ngay trở lại có biết bao cô nàng quây quanh. Có lẽ anh cũng nhận ra sự thật, yêu từ một phía không có kết quả gì, buông bỏ và chúc phúc cho người mình yêu được hạnh phúc mới là điều xứng đáng. Ngay tại lúc này, nam chính và nữ chính đang ở một nơi hẹn hò thật lãng mạn và hạnh phúc, ngoảnh đầu nhìn lại nữ chính không ngờ Dịch Tử Hách đang ngồi đánh đàn cùng thư ký Giao. Hắn đang tỏ tình với Lộ Tư Tề sao? Nhìn trên bầu trời cô lại bất ngờ hơn, cầu hôn sao? Hai người họ tiến triển nhanh quá. Lúc này cô không hề biết rằng những điều này Lộ Sầm Dương đã vất vả chuẩn bị để cầu hôn cô. Khi thấy chúng bay về phía mình, nàng mới nhận ra, ý anh là sao đây? Con bé ngốc nghếch, cậu ấy đang cầu hôn con nó. Lộ Sầm Dương nhanh lên, tôi sắp không giữ được nữa, hay là để tôi đeo cho Bộ Nhiễm? Cuối cùng nam chính cũng làm được điều mình chờ đợi bấy lâu nay. Anh hồi hộp cất tiếng, trước khi gặp em, anh không hề dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, sau khi gặp em anh mới thấy cuộc sống của anh có sự mong đợi và ý nghĩa. Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp em ở bảo tàng nghệ thuật. Anh nghĩ sao lại có người thú vị đến thế. Sau này em chuyển vào khu nhà Phúc Lạc, lúc đó anh muốn đuổi em đi, nhưng không biết từ khi nào, anh lại bắt đầu muốn giữ em lại. Sau những lời thổ lộ chân thành và sâu sắc, cuối cùng anh cũng quỳ xuống cầu hôn cô. Bộ Nhiễm, em đồng ý lấy anh nhé. Mọi người có mặt hô hoán đồng ý, cuối cùng nữ chính của chúng ta cũng gật đầu, anh đeo chiếc nhẫn cho cô trong niềm vui của hạnh phúc. Cuối cùng hai người đã trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào cùng lời chúc phúc của người thân. Bộ phim đến đây cũng hết rồi, một cái kết thật là viên mãn. Sao đâu cảm ơn các bạn đã dõi theo đến giây phút cuối cùng. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share và nhấn ấn đăng ký kênh để xem nhiều phim hay hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!